gầm đi. Khoan, nó cắn chị không em? Không, không cắn đâu. Ôi chàng ơi. Đi. Vô rồi đó gì? Vô rồi. Làm gì vậy? Quay cho bả lên chơi. Quay cho anh Thủy Thương coi. Đây nữa nè, còn ở trong đây nữa nè. Lần cái đầu tiên trong lịch sử luôn. Cá chích mẹ mày đi vô nè. Đừng có la, đừng có la chừng chừng nhá, đừng. Trời ơi chị Năm ơi, con không thể tưởng tượng gì Năm ơi, nó bay trời. Rồi mấy chứ con đó chị. Cái chích mẹ mày chứ con. Trời ơi thiệt. Là chưa được. Đây, tức là còn cái này là mới có tấp nhỏ Nhi Đồng, tấp lớn thôi, còn nhíp Nhi Đồng là chưa luôn. Nhi Đồng nằm với chó kìa, cai nó là nó ăn kìa, nó kìa, con trắng nó chạy ra thấy cưng quá kìa kìa kìa. Đó, bà Năm mới làm con tôi cai rồi. Cai quá rồi. Đúng luôn, nhờ, hồi nhỏ tới lớn vậy mới thấy luôn một cái trang trại chó này. Cai sao con ra, con ăn cai lắm. Quá sức cơ này cai lắm gì. Ủa cay nó, à, đâu không có sao, nó đâu có cay nhiều đâu tí. Nó liếm liếm từ từ à. Có con rồi nó cay nó bung không rồi. Không sao. Không được rồi. Trời ơi, thấy ham quá. Nó cay nè. Môi mép nước mắt gì nước mũi. Đây gì Nam, gì Nam, gì đứng ở đây gì Nam. Gì đứng đi đặng con lưu cái hình này lại. Rồi, đang đứng con chụp hình gửi lại cho Tương Thương. Rồi. Hai. Nó đỉ rồi. Để rồi cho mẹ ăn. Ôi trời ơi. Đây này cho con. Con nó đứng kìa, con nó đứng kìa. Thiệt chứ thấy tội nghiệp quá trời. Đứng kìa. Đó. Ôi ơi. Cái con đó. Đúng luôn, nhỏ tới lớn giờ mới lần đầu tiên luôn á. Chích đi. Mẹ con đó nè, là mới rồi. Vậy đợi mấy đứa này lớn là chích luôn. Dữ lắm mày. Nè, nó thèm cho nó đi. 50 đứa đó nghe cả nhà. 22 đứa lớn, 28 đứa con. Con trắng á, thằng Phi nó giục cái chai á, mày ngậm cái chai nha, tao giục cái nha, chạy kia thả chai lại cho thằng Phi. Trời ơi. Quá sức rồi. Tí ơi cho bớt đi tí ơi. Thì cho chứ để đưa về chài. Ừ. Đợt này là cho mấy con nè. Đó kìa, đòi chị leo ra. Đó, thấy cưng quá à, mà đều không thích nuôi. Ôi. Chị không có nuôi được. Đi vô. Còn đâu, còn tí ở ngoài kìa. Tí ngoài là còn cái gì, thỏ. Nó thả dài trên công viên á, cười xỉu với nó luôn. Cái gì mà tám nó vậy?